Nếu bạn là một fan ruột của món lẩu thái chua cay hấp dẫn hay món lẩu ếch xào măng giòn giòn, thì lẩu Đức Chọc sẽ là một gợi ý tuyệt vời dành cho bạn. Đến với lẩu Đức Chọc, bạn không chỉ có cơ hội thưởng thức các món ăn ngon mà còn thực sự tận hưởng cuộc sống trong một không gian yên tĩnh và thoáng đãng. Nhà hàng lẩu Đức Chọc mang phong cách pha trộn giữa nét hoài cổ và sang trọng. Nơi đây có không gian ăn uống rộng rãi, có thể phục vụ lên tới 400 khách hàng cùng lúc. Nhưng bạn sẽ không dễ gì gặp được một bàn trống trong giờ cao điểm tại nhà hàng. Nhiều gia đình rủ nhau tụ tập, luôn ngại đến những nơi chật chội, con trẻ quấy khóc vì không chịu ngồi yên. Thì đến với lẩu Đức Chọc, thực khách sẽ hoàn toàn yên tâm bởi không gian rộng, còn có khu vực vui chơi dành riêng cho trẻ em. Thực đơn tại lẩu Đức Chọc rất đa dạng, có đầy đủ các loại lẩu đang thịnh hành như lẩu Thái, lẩu xương sụn, lẩu ếch, lẩu thập cẩm. Riêng lẩu hải sản có nước lẩu được chế biến từ nước ép hoa quả. Một nồi lẩu có giá chỉ từ 198.000 cho 2 đến 3 người ăn. Còn lại các món nướng và đồ ăn gọi thêm giá cũng chỉ từ 100 đến 150.000 đồng. Với tiêu chí phục vụ ngon bổ mà lại rẻ của lẩu Đức Chọc, bạn hoàn toàn có thể thưởng thức các món ăn đủ chất, tươi ngon, đúng vị. Thực phẩm tại lẩu Đức Chọc hoàn toàn là thực phẩm tươi sống, qua bàn tay tẩm ướp công phu từ những đầu bếp chuyên nghiệp. Thực khách thưởng thức không lo bị mất vị mà món ăn vẫn giữ nguyên được vị đặc trưng. Ngoài thực đơn lẩu phong phú, thực khách có thể chọn cho mình những món khai vị khác nhau mà chỉ ở đây mới có. Tất cả đều mang vị đặc trưng, được chế biến cầu kỳ và trang trí bắt mắt.